Xin chào quý vị và các bạn, chào cả nhà thân yêu. Sáng hôm nay mình tiếp tục làm video clip để trò chuyện và chia sẻ về các cái hoạt động trong ngày. Thì đây là cái không gian buổi sáng. Mình thấy cái bầu trời buổi sáng mà khi mặt trời lên ấy, mình thấy những cái áng mây nó hừng đông, nó rất đẹp, nhưng mà nó cũng báo hiệu cho là một ngày nắng nóng tiếp theo đó nghe các bạn. Là cái mùa Tết Đoan Ngọ cũng là cái mùa mà sâu bọ sinh sôi nảy nở để phá hoại các cái loài hoa màu, các cái loại cây ăn quả. Thì đây là dàn mướp, và hôm nay dàn mướp của nhà mình nó cũng đã ra trái rộ nghe các bạn. Trái mướp rất là đẹp. Thì video clip hôm trước mình cũng giới thiệu về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đó là thuốc dụ con ruồi vàng đục quả. Thì hôm nay mình kiểm tra các cái bẫy mà mình đánh cái con ruồi đó các bạn. Cái lượng ruồi nó chết rất nhiều. Nếu mà không dùng cái phương pháp này á, thì các cái loại cây ăn quả trong vườn là nó đục quả hư hết nghe các bạn. Đó, 3-4 ngày mà các bạn thấy không, một cái bẫy thôi mà cái lượng ruồi thì nó chết như vậy đó. Đây là cái con ruồi vàng, nó là chuyên gia đi phá hoại các cái loại cây hoa màu. Mà không diệt nó thì nó phá không còn gì là trái cây nữa nghe các bạn. Đó, cái lượng nó chết rất nhiều. Và cứ khoảng tầm 5 ngày thì mình lại thay cái bã thuốc một lần. Là bởi vì trời nắng nóng cho nên là cái bã thuốc nó cũng nhanh bị khô, bị phai mùi, cho nên là mình phải thay nha các bạn. Đó, và trưa nay là mình cũng làm thêm cái không gian dàn mướp để cho mướp nó bò, nó phát triển. Là bởi vì cái thân dây mướp á, là nó bò rất mạnh nghe các bạn. Mà nó có không có không gian nó bò á, thì cái lượng trái nó ra không có được nhiều. Cho nên là mình làm thêm để cho nó bò nghe các bạn. Và mình cũng dạo quanh cái ruộng ngô, cái vườn ngô đây các bạn. Đây là ngô nếp mà hôm trước mình cũng đã giới thiệu rồi. Nhưng mà trời nắng nóng quá cho nên là nhìn cái màu lá đó là nó héo đó các bạn. Và chiều hôm nay là mình sẽ dẫn nước vào để mà tưới cho ngô, giúp cho ngô phát triển trong cái kỳ mà chuẩn bị là làm đồng và bung cờ nha các bạn. Cây ngô này thì cây ngô ngắn ngày, thì khoảng tầm hơn 2 tháng rưỡi là bắt đầu có thu hoạch. Đó, đây là cây ngô nếp lai. Thì trong cái giai đoạn này ấy, là ngô rất cần về cái lượng nước tưới trong tuần, trong ngày, trong tháng. Thì chúng ta dựa vào cái thời tiết, khí trời đó mà để mà điều tiết cái nước nha các bạn. Đó, khi mà cái lượng phân mình bón theo quy trình thì bên cạnh đó là cái nguồn nước tưới, nhưng mà chúng ta nên nhớ là phải thoát nước chứ không có để bị úng gốc rễ
cây ngô là nó chịu úng kém lắm các bạn. Đó, nó mà bị úng khoảng tầm một đêm, một đêm là ngày hôm sau nắng lên là nó héo thôi. Đó, với những kỹ thuật mà mình biết thì mình chia sẻ trò chuyện lên đây, các bạn thấy hay thì các bạn áp dụng, và đồng thời nữa thì cho mình xin ý kiến để mình rút kinh nghiệm nha các bạn. Còn nhân đây thì mình cũng trò chuyện luôn, thì trong những ngày qua chúng ta cũng đã biết rồi, xôn xao và rất nhiều bức xúc về cái vụ mà cái con tên là N ở phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng mà nó chửi cái chị lao công, chị môi trường ở các bạn. Phải nói là nó chửi, nó vô tư luôn các bạn, nó mạt sát, nó lăng mà nó xúc phạm danh dự của nữ lao công, và thậm chí là nó lôi cả chồng rồi dòng tộc của cái chị nữ lao công lên nó chửi. Đó, mà không biết nó nhà nó giàu cái cỡ nào mà nó tự cho nó có cái quyền để mà mạt sát người ta nghe các bạn. Mình phải kêu cái con nghe, cái nó và con, chứ không thể là kêu nữ chủ nhà hay là em chủ nhà hay chị chủ nhà, bởi vì mình thấy cái con này quá vô duyên. Thì sáng nay ngày 22 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cũng đã làm việc và xử lý phạt vi phạm hành chính cái con này là 2,5 triệu đồng. Và đồng thời nữa là yêu cầu nó là phải xin lỗi cái chị lao công đó. Nhưng mà nó lại đóng cửa, chốt cửa lại. Nó không hợp tác với cơ quan thẩm quyền. Và nó còn nói là để thuê luật sư để kiện lại chị nhân viên thu gom rác đó các bạn. Đó, bị phạt rồi, bị đem lên báo chí rồi, bị phản ánh rồi mà nó còn không hợp tác. Cái thái độ đó là cái gì các bạn? Đó, cho nên là mình thấy mình càng bức xúc. Đó, phạt 2 triệu rưỡi rồi mà bây giờ nó còn đóng cửa, nó không hợp tác. Đó. Thôi nha các bạn, đến đây video clip cũng đã dài, trò chuyện cũng dài, thì mình thấy gì mình nói nấy, mình chia sẻ vậy. Xin chào, hẹn gặp lại video clip sau. Thân ái chào các bạn.